Tập 21. Vậy cậu thấy hung thủ có lai lịch thế nào? Việc này tôi cũng không rõ nữa. Hung thủ có lẽ thuộc một tổ chức ám sát trong dân chúng. Cao Ngô Kiều có lẽ cũng bị chúng giết. Cũng có khả năng này. Hãy mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm nữa. Tôi cho không phải có rất nhiều vườn cây và đền chùa sao? Ở những nơi đó có nhiều chỗ trốn, không được bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào. Rõ. Như Ngọc, Như Ngọc, cảnh sát tới rồi, mau rút thôi. Dừng lại, mau lấy đồ. Được, đi cửa sau. Hai người đợi tôi với. Các cậu đi bên đó, còn lại theo tôi. Rõ, đi theo, mau. Đi. Nào, mau. Mau đi thôi, mau. Lục soát cho tôi, rõ. Lục soát thật kỹ đi. Đứng lại. Làm gì vậy? Tìm người thân. Tìm người thân nào? Chị họ của chúng tôi bị bệnh, chúng tôi đến thăm. Cậu là ai hả? Cậu ta là em họ của tôi. Đi cùng chúng tôi đến thăm chị. Cậu ta bị câm. Câm, không nói được. Tôi thấy giống một cô gái hơn. Có thể là cô ta. Soát. Đừng, đừng, đừng. Đi thôi. Mau. Đi mau bên này. Nhanh lên. Bên này. Bên này, đuổi theo. Nào, đây. Mau mau. Tiêu rồi, lần này chúng ta chết chắc rồi. Hay là đến nhà của chị tôi đi. Không được, quấy là Hán Giang. Việc này. Im nào, cảnh sát đến rồi. Mau. Tôi lấy tính mạng đảm bảo. Chị tôi không hại chúng tôi đâu, đi thôi. Mau mau đi thôi. Mau đi thôi. Phía trước kia rồi. Đến nơi rồi. Cửa khóa rồi. Tìm đi, ở bên này, mau tìm đi. Mau đi thôi. Tìm cho kỹ vào. Chị, là em đây. Như Ngọc. Sao em lại về đây? Chị đừng hỏi nữa. Bây giờ cảnh sát tìm bọn em khắp nơi. Nên bọn em muốn trốn ở đây. Bọn em. Còn ai nữa? Mau ra đi. Đại tiểu thư. Hách Dận Lai. Anh ta là ai? Anh ấy là Du Thù Lương. Là bạn của bọn em. Anh ấy rất giỏi. Sao mọi người lại ở chỗ chị?
Tôi... Dù gì có tiệm đá quý là ba người làm sao? Trường Như Ngọc, em nghe cho kỹ đây. Chuyện này em không được phép làm, quá nguy hiểm. Em mau cùng với khách Dận Lai về chỗ sư phụ và sư mẫu, làm nghệ nhân bình đàn của em đi. Tôi cảm thấy đại tiểu thư nói có lý. Chúng ta cũng không phải công cụ giết người. Nhưng em hận lũ người Nhật, em càng hận lũ Hán Giang đó hơn. Em hận thì ít gì, em có cách gì không? Đại tiểu thư, cô nhắc gan sợ việc, lo trước lo sau. Nên theo như cô nói, thì có phải người Trung Quốc chúng ta nên học theo lũ Nhật và đám Hán Giang đó không? Anh Luân à, anh đừng có nói chị tôi như vậy. Du Thừa Luân, anh có võ công cao cường, anh dám liều mạng với lũ Nhật. Nhưng em gái tôi chỉ là một cô gái, nó đi theo các người như vậy sớm muộn cũng mất mạng. Anh làm gì tôi không quan tâm, nhưng đừng có lôi em gái tôi theo. Được rồi, đừng có nói nữa. Bây giờ cảnh sát tìm bọn em khắp nơi, chị nhất định phải tìm cách dụ họ đi chỗ khác. Nhất định đừng để họ vào đây. Ngoài cửa có lính của sư trưởng Cận bảo vệ, họ không dám vào đâu. Tốt quá rồi. Như ca, cô có nhà không? Tôi là Lập Văn. Làm gì vậy? Tôi phải giết tên Hán Giang đó. Đứng lại. Nghe tôi nói đây, tránh ra, tất cả lùi lại. Sư trưởng Cận có lệnh không ai được phép làm phiền, mau lùi lại. Có người trong chúng tôi nhìn thấy mấy tên tội phạm đã lẻn vào đây, chúng tôi phụng mệnh hành sự buộc phải lục soát, mau lùi lại. Chu Lập Văn, anh lại dám đưa người đến làm loạn trước cửa nhà tôi, thật quá đáng. Bỏ hạ súng xuống. Hạ súng. Như ca, thầy Kitano có lệnh phải kiểm tra từng hộ từng nhà, tôi cũng không còn cách nào khác. Đây không phải cũng là vì bảo vệ cô sao? Có quân lính của Cận giữ đường ở đây, không cần anh bảo vệ tôi. Theo tôi thấy, hay là cứ để chúng tôi vào lục soát đi. Như vậy tôi cũng dễ bề ăn nói với thầy Kitano. Hay là tôi dẫn Kim Hỷ vào xem qua tình hình. Soát đi, để tôi khỏi mang tiếng cản trở thi hành công vụ. Cục trưởng, anh nói xem đại tiểu thư có đáng nghi không? Đại tiểu thư vẫn luôn đứng về phe kháng Nhật. Ban nãy tôi chỉ thử cô ta thôi, cô ta càng không cho soát thì càng có vấn đề.
Cục trưởng, không tìm được người, chúng ta phải ăn nói với ngài Kitano làm sao? Tôi cảm thấy hung thủ vẫn đang ở Tu Châu. Đóng hết cổng thành lại cho tôi. Kiểm tra cẩn thận những người đi và đến, đừng để ai thoát ra ngoài. Đã rõ. Phong tỏa toàn thành. Rõ. Đi. Mọi người mau ra ngoài đi. Ban nãy thật đáng sợ quá, đi thôi. Lũ ăn chắc đi cả rồi, chúng ta cũng đi thôi. Không được. Tôi chưa làm văn đó, văn xảo vô cùng, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Bên ngoài chắc chắn vẫn có mai phục. Bây giờ mọi người không được ra ngoài. Vậy phải làm sao? Lính của sư trưởng Cận sắp giao ban rồi. Chị đang nghĩ cách. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Tôi làm cho mọi người một chút đồ ăn. Anh Lung à, chị tôi đã cứu chúng ta đó. Sao cả ngày một câu cảm ơn anh cũng không nói? Cho dù cô ấy đã cứu chúng ta, nhưng cô ấy vẫn là hắn gian. Hơn nữa, nó không chừng sau lưng cô ta còn định giở trò gì. Đợi nhốt được chúng ta rồi mới xử lý cả thể. Sao lại nói như vậy? Anh đừng có chỉ nghĩ đến giết chóc được không? Đến cuối cùng cũng chẳng biết mình là ai. Chào đại tiểu thư. Hai người đã vất vả cả ngày rồi, quay về nghỉ ngơi một chút đi. Tôi lo rằng những cảnh sát đó tối nay lại đến làm phiền, nên định mời sư trưởng Cận đến giúp tôi một chút. Rõ. Còn nữa, lúc sư trưởng Cận đến, hãy nói với anh ấy mang theo 3 bộ quân phục nhé. Một bộ có kích cỡ nhỏ thôi. Đã rõ. Cốc Đa Kim Hỷ, hai tên khốn này cứ như vậy là được về nhà ngủ. Lúc có miếng ngon thì chẳng đến lượt chúng ta. Đúng vậy, có điều nói đi cũng phải nói lại. Trông chừng kỹ cho tôi, để mấy tên tội phạm đó chạy mất, cục trưởng mà nổi giận thì chúng ta xong đời hết đó. Phải, phải đấy. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Mù rồi sao? Không thấy xe của đội hộ vệ à? Sư trưởng Cận, quá ra là anh. Ban nãy tôi không nhìn rõ, xin lỗi anh. Là mấy thằng khốn các người làm loạn ở cửa nhà đại tiểu thư à? Không, tuyệt đối không phải. Còn muốn chối? Đây là sắp xếp của cục trưởng, không liên quan gì đến anh em tôi. Vừa nói với hai tên khốn Chu Lập Văn và Cốc Đa, sau này còn dám quấy rầy đại tiểu thư, tôi sẽ lột da chúng, có hiểu chưa? Nhưng mà nếu anh em tôi rút thì cục trưởng sẽ nổi giận. Còn dám nhắc tới cục trưởng, khốn kiếp. Cút đi, cút. Mọi người đi thôi. Cậu đi đuổi hết đám cảnh sát tuần tra và đội điều tra đi. Đuổi thành mấy người của ta. Rõ. Mấy người các cậu theo tôi. Rõ. Chào sư trưởng. Đại tiểu thư, sư trưởng Cận đến rồi. Trời Dư Ca, cô gọi Cận gửi đường đến đây làm gì? Anh ta luôn làm gì vậy? Chị tôi là muốn hại chúng ta thì cần gì phải đợi đến bây giờ? Muốn sống thì ở đây đợi đi. Anh ta luôn à, sao anh cứ sốc nổi như vậy? Đến rồi. Đại tiểu thư sao vậy? Không sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn anh đã giúp tôi. À, anh có mang theo quân phục không? Mang rồi. Đều là của anh em tôi, nhất định sẽ không có sơ hở đâu. Nào, quân phục. Sư trưởng Cận, việc anh đợi ở ngoài này một lát.
Như Ngọc, Hát Dương La và một người bạn. Để họ thay quần áo xong, anh giúp tôi đưa họ sang ngoài thành nhé. Được, yên tâm giao cho tôi. Mau thay quần áo đi. Lát nữa sư trưởng Cận sẽ đưa mọi người ra ngoài thành. Như Ngọc, em vào đây với chị. Tại Hán Giang đó sẽ cứu chúng ta ư? Đừng có nhiều lời nữa, mau thay quần áo đi. Như Ngọc, đây là toàn bộ tiền tích lũy của chị. Tiêu tiết kiệm một chút. Chị à, nhớ kỹ, sau khi ra khỏi thành nhất định phải tránh xa Du Thừa Luân ra. Đi tìm thầy của em đi. Chị à, em không nỡ xa chị. Bây giờ không phải lúc khóc lóc. Em không nỡ xa chị. Toàn là em làm liên lụy đến chị. Nhớ kỹ lời của chị nói. Lần trước an toàn rồi. Tôi đưa mọi người đến đây thôi. Cảm ơn sư trưởng Cận. Cảm ơn. Cho dù cậu là ai thì dẫn nhị tiểu thư đi đi. Tạm thời được quay về Tô Châu vội. Các vị bảo trọng. Bảo trọng. Bảo trọng. Đi thôi, A Luân. Những kẻ đáng giết tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ ai. Anh cảm thấy ai đáng giết? Sư trưởng Cận ban nãy vừa cứu chúng ta cũng đáng giết sao? Chỉ cần là Hán Giang đều đáng giết. Nhưng mà anh cảm thấy sư trưởng Cận là người xấu sao? Cả chị của tôi nữa, chị tôi cũng giống người xấu sao? Chị ấy vừa mạo hiểm tính mạng để cứu chúng ta. Nếu chị ấy là Hán Giang, chị ấy có làm như vậy không? Tuy rằng cô ta vừa cứu chúng ta, nhưng cũng không thể chứng minh cô ta không phải Hán Giang. Sao con người của anh lại... Bây giờ cô thấy cô ta giống người tốt, nhưng lúc sau chỉ sợ không biết cô ta có thể làm ra những trò gì. Du Thừa Luân, tôi cảnh cáo anh, nếu anh cố ý gây hấn với chị tôi liều mạng với anh đấy. Anh thật là... Nếu không tiêu diệt hết bọn chúng thì tôi sẽ không phải Du Thừa Luân. Địa điểm này và địa điểm này cần phải tăng cường phòng bị. Báo cáo. Vào đi. Thưa ngài, tên đó quá ngoan cố,
nhất định không khai. Lập tức giới nghiêm toàn thành, mau bắt hết tất cả những người có liên hệ với Hồ Tâm Thành. Sư trưởng Cận, cậu hãy ra lệnh cho đội cảnh vệ phong tỏa tất cả các con đường trong thành, tuyệt đối không thể để đặc công của quân đội chạy thoát. Hồ Tâm Thành, sư trưởng, sao gần đây nhìn anh bất an vậy? Cậu cũng nhìn ra điều này à? Em lo cho anh mà. Tên Hồ Tâm Thành này bị bắt khiến tôi có chút lo lắng. Em muốn hỏi một câu. Người của đội hiến binh đều là người Nhật, chúng ta không thể can thiệp được. Vậy có thể mua được bản dịch của đội hiến binh không? Chuyện đó lại càng khó. Nếu để Kitano biết được, ngược lại sẽ khiến ông ta nghi ngờ. Bây giờ chỉ có trông chờ xem Hồ Tâm Thành có thể vượt qua không thôi. Bác sĩ Hồ, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn đó. Nếu anh còn không chịu mở miệng thì tôi chỉ còn cách dùng cực hình thôi. Thưa ngài, khi việc bắt người kết thúc, lập tức loan tin ra ngoài rằng Hồ Tâm Thành đã nhận tội đầu. Không được bỏ sót ai. Mau, mau đi mau. Sao lại bắt tôi? Đứng yên, mau. Lên xe. Đi, đi mau, lên xe. Cảm ơn tướng quân khen ngợi. Tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Rõ. Tôi bảo đảm sẽ biến Tô Châu trở thành một thành phố quy củ. Dân, thưa tướng quân, tạm biệt. Hồ Tâm Thành thế nào rồi? Trải qua mấy ngày chịu tra tấn, Hồ Tâm Thành đã kiệt quệ rồi. Dù sao thì người này cũng không còn giá trị nữa, cứ giết chết thắng là xong. Hồ Tâm Thành là trạm trưởng trạm Tô Châu, chắc chắn còn nắm giữ những bí mật mà người thường không thể nào biết được. Nhưng tên Hồ Tâm Thành này nhất định không khai. Chúng ta cũng không còn cách nào. Nhưng giết chết thắng thì cũng chắc có nghĩa lý gì cả. Chi bằng lấy danh nghĩa trị thương, đưa hắn đến bệnh viện Cô Tô đi. Thực chất là ngoài lỏng trong chặt, biết đâu sẽ dụ được con cá lớn cắn câu. Lại thật là sáng suốt. Ngoài ra, tiếp tục thúc giục bộ phận tình báo ở Thượng Hải, Nam Kinh, bảo họ nhanh chóng điều tra còn có manh mối nào có thể lùm ra nữa không. Rõ. Vì chỉ dẫn mới của bác sĩ Từ, có một đồng chí đến để tiếp nhận. Anh cũng quen người đó? Anh cũng quen ư? Ai vậy? Bạch Dân Hoành. Bạch Dân Hoành. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Nghe những lời này của tôi, hình như ông chủ Phương không chút bất ngờ. Còn phải biết rằng Cần Ngữ Đường là năm đó tôi đích thân chọn vào đội cảnh vệ. Bao nhiêu lần chúng tôi vào sinh ra tử cùng nhau, nên tôi vẫn hiểu con người anh ta. Những tin tức trên báo đó tôi không tin đâu, chỉ là không có bằng chứng. Bây giờ cậu nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Có điều việc Hồ Tâm Thành bị bắt rất nguy hiểm với Cần Ngữ Đường. Một khi Hồ Tâm Thành khai với Kitano thì sư trưởng Cận sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Bây giờ bảo vệ được anh ấy, sau đó sẽ có hàng ngàn anh em Hoàng Hiệp Quân trở thành quân kháng Nhật. Bây giờ Hồ Tâm Thành đang là một nhân vật nhạy cảm. Kitano đã phái người nhốt anh ta ở bệnh viện Cô Tô rồi. Tôi sẽ nghĩ cách để nghe ngóng. Được, tôi thay mặt sư trưởng cảm ơn anh trước. Không cần đâu, tôi không chỉ vì Cần Ngữ Đường đâu, mà còn vì hơn 1.000 anh em nữa. Quân ta không thể đánh quân mình được. Thưa ngài cố vấn, phía Nam Kinh mấy vị quan chức cao cấp đến kiểm tra đội cảnh vệ đã tới rồi. Các vị đi đường vất vả rồi. Kitano xin chào. Xin chào tướng quân Miura. Xin giới thiệu, đây là sở trưởng sở giám sát thuộc bộ nội vụ. Chào ngài cố vấn Kitano. Không ngờ phải không, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chúc mừng ngài Fushui được thăng chức. Bây giờ ngài là một thành phần đắc lực và là thành phần nồng cốt đó. Hôm nay tôi theo tướng quân Miura đến để kiểm tra đội cảnh vệ, đồng thời cũng là để nói với ngài một việc. Cuộc chính trị của quân đội Nam Kinh có một số thay đổi với việc ông bổ nhiệm quân sự của quân cảnh vệ Tô Châu. Thế là thế nào? Ông không cần lo lắng, Cần Ngữ Đường vẫn sẽ là sư trưởng. Như Phùng Hữu Đức không những không phải rời đi mà còn được bổ nhiệm là sư đoàn phó kim tham mưu trưởng. Thật sao? Đúng vậy, tôi có mang theo lệnh của cục quân chính đây. Sự thay đổi lớn như vậy, tại sao không bàn bạc với tôi trước? Đội cảnh vệ dù gì cũng thuộc cục quân chính, chúng tôi không cần tham khảo ý kiến của ai hết. Vậy được, xin mời các vị. Các vị cứ vào trong nghỉ ngơi trước, xin mời. Họ không có thiện chí thì phải. Cẩn thận, đặc biệt là bệnh viện Cô Tô. Bệnh viện Cô Tô, ai đang ở đó, cậu còn không biết sao? Bạch Văn Hoàng tới đưa tin, nói rằng vừa mới có một đám quan chức từ Nam Kinh tới Tô Châu chuẩn bị kiểm tra đội cận vệ, trong đó có một người là Phùng Hữu Đạo. Có phải là người đến chống lưng cho em trai không? Tôi thấy không đơn giản như vậy. Tên Phùng Hữu Đạo này là một tên tiểu nhân chính hiệu. Ở Nam Kinh đã từng có người muốn lật đổ hắn ta. Lần này hắn tới Tô Châu chắc là nhắm vào Kitano. Tại sao Kitano lại đắc tội với hắn? Hai con chó cắn nhau thôi. Lúc đầu khi thành lập đội cảnh vệ, Phùng Hữu Đạo đã giúp Kitano rất nhiều. Mục đích của hắn là để em trai hắn trở thành chỉ huy đội cảnh vệ. Nhưng không ngờ Kitano lại giao vị trí này cho Cần Ngữ Đường để em trai hắn làm một tên tham mưu trưởng hữu danh vô thực. Hơn nữa, sau khi bị bài xích, Phùng Hữu Đạo vẫn canh cánh việc này. Nhưng đây là Tô Châu, Phùng Hữu Đạo làm gì được Kitano chứ? Tên tiểu nhân thù gia này sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Cho nên tôi nghĩ chúng ta nên có một sự chuẩn bị, phải chú ý hơn những nơi nhạy cảm như đội cảnh vệ, đội hiến binh, cũng như bệnh viện Cô Tô.
Đứng lại. Các người là ai? Tôi là Phùng Hữu Đạo của Bộ Nội vụ Nam Kinh. Tôi phải đưa Hồ Tâm Thành đi. Thưa ngài, đặc phái viên, tôi là Trung úy Sa Tô của đội hiến binh. Cố vấn Kitano có lệnh, không ai được dẫn Hồ Tâm Thành rời khỏi đây. Kitano có lệnh à? Tôi cũng có lệnh. Đây là bút tích của Bộ trưởng Đồng của Nam Kinh đích thân viết. Quân đội hoàng gia không nhận mệnh lệnh của Bộ Nội vụ, vì vậy chúng tôi không phục tùng. Mệnh lệnh của Bộ Nội vụ Nam Kinh các anh có thể không nghe, và mệnh lệnh của tướng quân Eisuke ở Thượng Hải thì sao? Anh cũng không nghe à? Mệnh lệnh của tướng quân Eisuke tôi đương nhiên không dám trái. Nhưng mà nếu ngài muốn đưa Hồ Tâm Thành đi, tôi phải xin chỉ thị của cố vấn Kitano trước. Xin ngài thông cảm. Có cần phải như vậy không? Tướng quân Eisuke đang cần người gấp. Mau, nhanh nhẹn lên. Không được. Trước khi cố vấn Kitano đến, không ai được đưa người đi. Nếu cậu còn dám ngăn cản, tôi bắt cả cậu đó, rồi đưa tới chỗ tướng quân Eisuke trị tội. Tránh ra. Hồ lão đệ, cậu vất vả rồi. Tôi là Phùng Hữu Đạo của Bộ Nội vụ Nam Kinh. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây. Đưa anh Hồ lên cán, rồi đưa đi. Rõ. Đặc phái viên Phùng, suốt cuộc ngài muốn làm gì? Tôi phụng lệnh của cấp trên, bắt buộc phải đưa người đi ngay. Vậy cũng cần nói với tôi chứ. Ngài cũng coi thường tôi quá rồi. Thật ngại quá, ngại quá ngài Kitano. Tôi làm xong việc sẽ quay lại thỉnh tội với ngài. Đi, khoan đã. Đợi sau khi tôi xác nhận lại với tướng quân Eisuke thì ngài mới được đưa người đi. Ngài Kitano à, đến cả bút tích của tướng quân Eisuke mà ngài cũng dám nghi ngờ sao? Vậy tôi sẽ lấy ra một mệnh lệnh nữa. Nhìn thấy chưa? Đây là bút tích của tư lệnh Yamaya. Ngài cho phép tôi tự do hành động, cũng có nghĩa là tôi có thể tùy ý cắt chức bất kỳ ai cản trở việc thi hành công vụ. Được thôi, ngài có thể đưa người đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở đặc phái viên Phùng, Hồ Tâm Thành vẫn chưa hết nguy hiểm. Đường đi từ Tô Châu đến Nam Kinh là hiểm trở xa xôi. Nếu trên đường có chuyện gì, ngài sẽ khó ăn nói đấy. Cũng không sao, nhờ ngài lập tức chuẩn bị một toa tàu, chúng tôi đi tàu hỏa về. Vậy trên đường bệnh anh ta tái phát, cần chữa trị gấp thì sao? Phải làm sao à? Cũng không sao, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Trần Như Ca, truyền nhân của Tháp Trân Châu, bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Cô Tô, cũng là học trò mà ông hài lòng nhất. Cô ấy đã được tôi mời đi rồi. Có cô ấy mang theo hộp cứu thương trên đường, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngay cả bác sĩ Trần ông cũng muốn đưa đi sao? Sao vậy, ngài Kitano? Lẽ nào ông không muốn phối hợp với tôi sao? Hồ Tâm Thành và bác sĩ Trần đều bị Phùng Hữu Đạo đưa đi rồi. Cái gì? May mà có đại tiểu thư đi theo, nếu không hậu quả thật khó lường. Tôi phải đi ám sát Phùng Hữu Đạo. Lần này Dư Ca bị bắt thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nếu đại tiểu thư rơi vào tay Phùng Hữu Đạo thì đúng là lành ít dữ nhiều. Ngay cả Kitano cũng sợ Phùng Hữu Đạo, tôi có cách gì chứ? Tôi còn chưa tới đó, sao cậu biết được tôi không cứu được cô ấy? Sư trưởng, Phương Nguyên nhất định đã hành động rồi. Được kích động là tôi. Sao cậu lại đến đây? Bảo anh ta báo cho Cố Tam, được cướp tàu đó là cái bẫy. Đặc phái viên, chiêu này của anh thật cao, thật là anh minh. Anh bắt tôi đến đây là để đối phó sư trưởng Cận chứ gì? Đương nhiên, nếu không trong bệnh viện có bao nhiêu bác sĩ, sao tôi lại chỉ dẫn theo mình cô? Bây giờ chỉ hy vọng vào Phương Nguyên thôi. Bác sĩ Trần, mau chạy đi.